Lời đầu tiên kính chúc quý vị một buổi tối bình an và an khang thịnh vượng. Tối hôm nay, kênh Nhà Bán Gò Vấp sẽ cho lên sóng một căn nhà rất là đẹp, một trệt một lầu, tọa lạc tại đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích 3x4, sổ hồng riêng công nhận đủ, hẻm không lộ giới, nhà một trệt một lầu, mới đẹp, ban công thông thoáng, hai vệ sinh, tủ bếp, các cái thiết bị cơ bản nội thất là tương đối đầy đủ. Hẻm một trục chỉ cách đường lớn Phạm Văn Bạch chỉ có 30 m, nhà cầu thang đúc, ban công đúc, cửa bốn cánh chắc chắn và thiết kế mới hiện đại, được trang bị kệ bếp và một số nội thất cơ bản đầy đủ. Cầu thang lát đá hoa cương đen rất là sang trọng. Tủ bếp, chậu hoa, các cái nơi bài trí đều khá ổn. Nhà mới sạch đẹp vào ở ngay. Đã có quạt, hệ thống đèn LED. La phong thạch cao sang trọng, ban công kính. Nhà có cửa sổ cũng như là các cái thiết bị vệ sinh là khá là ổn cho một căn nhà giá rẻ tại Gò Vấp. Nhà hướng Nam, giá gia chủ đang rao chỉ có 1,75 tỷ, bớt lọc cho khách mua nhanh và có giá tốt cho kinh doanh. Đây, ban công rộng rãi thoải mái, có cả vòi sen, cách đường lớn chỉ có mấy bước chân và coi như là xe hơi đậu cửa. Cứ cầm trời mưa trời gió, trời nắng, trời nôi, cứ cầm cây dù là bước ra là leo lên taxi, đi sân bay rất gần. Đi phía trái thì về phía khu công nghiệp Tân Bình khoảng chừng chỉ có 2 km, còn phía phải thì sẽ ra ngã ba Tân Sơn với Quang Trung chỉ có 500 m mà thôi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.